Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NK Việt Nam. Em là Quang Khải, người sẽ đồng hành cùng với quý khách hàng trong chương trình giới thiệu xe lần này. Bên cạnh em đây là mẫu xe sedan duy nhất trong phân khúc hạng A có thiết kế kiểu dáng sedan, tức là kiểu dáng hai đầu. Vâng, đó chính là chiếc Hyundai Glenn i10 2016 1.2 AT nhập khẩu Ấn Độ nhá. Đây là phiên bản cuối cùng nhập khẩu Ấn Độ, được đăng ký vào tháng 12 năm 2016, tức là chiếc xe này đăng ký vào cuối năm 2016. Chất xe rất là đẹp luôn. Và mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán mức giá là 329 triệu đồng. Giá xe thì vẫn còn thương lượng, ra lộc một chút nữa. Trong trường hợp mà quý khách hàng không đủ số tiền để trả trước toàn bộ số tiền là 329 triệu đồng thì quý khách hàng có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ liên kết của NK Việt Nam hỗ trợ vay vốn, và đâu đó chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 100 triệu thôi là đó đã sở hữu được mẫu xe i10 sedan nhập khẩu Ấn Độ này, rất là cứng cáp luôn. Rồi, một trong những mẫu xe hạng A tương đối là rộng rãi, lại có cốp đằng sau nữa. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn. Một mẫu xe đã chạy được 5 năm và đang bán tại NK thì nó đã có những hạng mục gì, rồi nội ngoại thất xe nó còn được đẹp hay không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn trong video giới thiệu xe lần này. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn phần đầu xe của chiếc i10 này. Thì đánh giá về tổng thể của phần đầu xe rồi nắp capo của chiếc xe i10 này, nó cái nước sơn của nó còn tương đối là mới và sáng bóng. Đó, mọi người nhìn thấy không? Phần nắp capo này nó rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp, rất là ổn. Capo thì cũng chưa có hiện tượng tháo lắp hay là phần keo chỉ capo nó vẫn còn nguyên zin. Phần cụm đèn pha của chiếc i10 2016 này nó còn tương đối là mới và sáng. Đó, mặc dù thì nó vẫn có những vết xước răm rất là nhỏ thì những cái vấn đề này không thể tránh được. Ở phần cản trước này thì đã được chủ cũ đã sơn xi lại rồi, nhìn nó còn rất là mới luôn. Càng đẹp thôi, không vấn đề gì cả. Phần cụm đèn pha phía bên này cũng thế, còn khá là sáng. Đèn gầm cũng vậy này, mọi người nhìn không? Đèn gầm của chiếc i10 này cực kỳ là mới luôn. Rồi những cái phần viền chrome xung quanh này đã được chủ bọc thêm, nhưng mà nó cũng còn khá là đẹp, rất là ổn. Còn nhựa đen này cũng thế, rất là đẹp luôn. Nói chung là phần đầu xe của chiếc i10 này tương đối là ổn. Tiếp tục chúng ta sang phần phía thân xe này. À đây, cái phần thường thường cái mối giáp lai giữa cái phần cản trước bằng nhựa và phần tai phía đằng trước này nó sẽ hở to sau 5 tháng sử dụng, nhưng chiếc i10 này cũng tương đối là khít, mọi người nhìn thấy không? Rất là khít và đẹp. Rồi bộ lốp, lốp thì chắc chắn là thay rồi, còn tương đối là dày. Lốp này thì theo tôi thì nó còn phải đi được tầm độ khoảng 3 vạn nữa, trên 3 vạn. Rồi bộ phâm của nó này, mọi người nhìn không? Cũng tương đối là ổn luôn, rất là sáng. Đằng trước của chiếc i10 này được trang bị là phanh đĩa. Về công nghệ phanh an toàn thì có phanh ABS, EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA rồi. Phần lòng vè bên trong cũng hoàn toàn còn nguyên zin luôn. Đó, những cái đinh tán như này là nguyên bản từ nhà sản xuất của Hyundai ra. Đó. Rồi, chúng ta tiếp tục. Gương của chiếc i10 2016 này cũng được trang bị tương đối nhiều tính năng. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy đèn LED báo rẽ ở trên xe tích hợp trên gương này. Đó, rất là hay luôn. Gương thì vuốt nó hơi nhọn nhọn, nhìn nó rất là thể thao. Gương thì có cả chỉnh điện gập điện đầy đủ hết rồi. Tiếp theo nữa, phần nóc ở bên trên thì không có một vết móp hay vết xước gì cả. Đó, chủ đi cũng tương đối là giữ gìn luôn. Phần cánh cửa bên này về tổng thể nước sơn còn tương đối là đều, rất là đẹp luôn. Phần keo chỉ cũng thế, hoàn toàn là nguyên zin luôn, nguyên zin, không có đoạn nào bị nứt vỡ gì cả, rất là ổn. Toàn bộ các kính lái rồi kính của các cánh cửa đã được chủ dán phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi. Phần tay nắm cửa của hai bên đằng trước đều được trang bị nút keyless entry ở đây, tích hợp với chìa khóa thông minh. Đó, mọi người đến gần thì chỉ cần bấm nút này, nó mở cửa, đi xa bấm phát là khóa cửa, rất là thông minh và hiện đại luôn. Chủ lắp thêm cả bộ vè che mưa, rất là đẹp, mới và sáng. Chúng ta cùng ra phần phía cánh cửa đằng sau. Đây, i10 nhé, nhập khẩu Ấn Độ này, mọi người nhìn nó,
cánh cửa mở ra cảm giác nó rất là chắc chắn luôn. Đó, 5 năm sử dụng rồi, đóng chắc nịch luôn. Nó hơi quật kẹt về bởi vì ở cái thanh giới hạn thì nó hơi khô dầu một tí. Cái này thì mình chỉ cần tra mỡ là nó hết ngay. Phần toàn bộ keo chỉ của cánh cửa sau cũng thế, hoàn toàn nguyên zin. Mọi người nhìn nó. Đó, tôi cũng đóng lại. Rồi chúng ta cùng ra phía đằng sau này một chút. Trong phân khúc hạng A thì mẫu xe i10 này cũng đã được trang bị cảm biến lùi. Đấy, 4 mắt cảm biến lùi, rất là nhạy luôn. Xe đã được trang bị thêm cả cam lùi nữa. Cụm đèn hậu của chiếc xe này cũng khá là ổn luôn, không có nứt vỡ gì cả, rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng xem phần cốp i10 một chút. Cốp i10 thì các bạn có thể mở bằng hai cách. Một là nút bấm ở đây, hai là có thể sử dụng bằng chìa khóa Zenith. Đứng từ xa mình có thể bấm mở. Đó là chính là cốp điện sẽ bật lên như này. Đó, mọi người nhìn đó. Đây, đây là một mẫu xe hạng A, tức là mẫu xe nhỏ nhất trong các dòng ô tô rồi. Được thiết kế một cái cốp nó tương đối là rộng như này. Thì hơi tiếc thì tôi cũng chưa tìm hiểu là cái cốp xe của chiếc i10 nó rộng bao nhiêu lít, nhưng mà nhìn như thế này là cũng thoải mái cho gia đình đi rồi. Đây, mọi người nhìn thấy không? Tiếp theo nữa về cái hệ thống khung của chiếc i10. Đây, toàn bộ là cái ốc của cốp chưa được tháo lắp, rồi là phần keo chỉ của cốp đằng sau nguyên zin. Đó, mọi người nhìn cũng phần khung như này này. Đó, rất là đẹp luôn. Đinh tán nhé, vẫn còn nguyên zin hết. Rồi chúng ta cùng đóng. Đó, rất là ổn luôn. i10 cực kỳ là rộng rãi. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần nội thất của chiếc xe. Rồi, tôi vừa để nổ ổ máy của chiếc i10 sedan 1.2T 2016. Ở đây chính là chiếc chìa khóa Smarty của mẫu xe này. Đó, thiết kế cũng rất là hiện đại luôn. Đây, nút để nổ start up đầy đủ hết. Rồi, đầu tiên là phần màn hình trung tâm như này thì đã được chủ cũ lắp đầu tư một cái màn Android rất là xịn sò luôn. Được trang bị rất nhiều cái tính năng, xem được cả YouTube, bản đồ dẫn đường ở đây. Rồi chúng ta cùng test thử cam lùi nhé. À, cam lùi của i10 này, cái này là nguyên bản theo xe, nó tích hợp trên gương chiếu hậu này. Rồi tiếp theo nữa là cái gương chiếu hậu này cũng được tích hợp cả chống chói bằng điện luôn. Đó, hạng A trang bị tương đối là nhiều option luôn. Rồi tiếp theo nữa về đánh giá về tổng thể về nội thất thì đầu tiên phần trần xe. Trần xe thì chủ cũng tương đối là giữ gìn cẩn thận, rất là sạch sẽ, không có xù lông gì cả. Ghế da nguyên bản, tắp lô cũng thế này. Xe được trang bị hai túi khí này, tắp lô thì có hai tông màu đối lập nhau, đỏ đen. Thì nó khá là thể thao, rất là đẹp. Vô lăng cần số. Chiếc xe này đã chạy được 3.9 vạn nhá. Thì đây, vô lăng cần số của mẫu xe này cũng tương đối là chuẩn luôn, không bị trơ, không bị mòn đoạn nào cả, rất là đẹp. Rồi điều hòa thì điều hòa cơ. Thế thôi, nội thất thì cũng rất là ổn. Chiếc xe chạy được 3.9 vạn, chủ cũng tương đối là giữ gìn. Chúng ta cùng thử ngồi hàng ghế thứ hai của mẫu xe i10 sedan xem nó có rộng rãi hay không. Vâng, các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó rất là rộng luôn, tôi cao 1m65. Đây, ghế này, trần này rất là ổn luôn, ngồi cực kỳ là thoải mái. Đó. Ngoài ra có cả cái tựa để tay ở đây, để ly uống nước ở đây, rất là thoải mái luôn. Hạng A và được trang bị tương đối là đầy đủ. Rồi, chúng ta cùng xem qua phần cuối cùng, đó chính là phần khối động cơ của chiếc i10 này. Xem là 5 năm sử dụng thì khối động cơ của chiếc xe nó còn nguyên bản hay không. Vâng, thưa các bạn, đây chính là khối động cơ của chiếc i10 2016. Thì NEK đã kiểm định về chất lượng rồi. Đó là phần khối động cơ và kể cả hộp số của chiếc xe này nó hoàn toàn là nguyên bản hết. Không có hiện tượng tháo lắp hay cẩu máy ra để đại tu của chiếc xe này. Nếu mà trong vòng 7 ngày thì các bạn mua chiếc xe này về mà đi check hãng hay check ở gara nào đấy mà NEK sai cam kết, các bạn có hoàn toàn có quyền trả lại xe và NEK hoàn lại tiền. Các bạn cứ tự tin đi check hãng, NEK cam kết chuẩn là chuẩn. Rồi chúng ta chỉ cần nói về chất lượng thế thôi. Đây này, mọi người có thể nhìn thấy đây nhá.
một mẫu xe nhập khẩu đó, thì cái phần keo mà nó chít những cái mũi hàn ấy, mọi người nhìn đó, nó rất là to, rất là dày luôn đó. Sự khác biệt giữa dòng xe nhập khẩu nó là như thế này đó, mọi người nhìn đó, nó rất là chắc chắn luôn, cực kỳ là ổn. Và tất nhiên thì toàn bộ phần xương dàn đầu của chiếc i10 này nó cũng hoàn toàn là nguyên bản, chưa bị đâm đụng phần đầu xe. Vâng, thưa các bạn, đây là mẫu i10 2016 được nhập khẩu Ấn Độ, đăng ký vào cuối năm 2016. Mẫu xe này NEK đang chào bán là 329 triệu đồng. Và trong trường hợp muốn trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước độ khoảng 120 triệu thôi là đã có thể dinh được mẫu xe i10 phân khúc hạng A, kiểu dáng sedan 2 đầu, rất là rộng rãi luôn. Vâng, các bạn xem clip nếu mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 0911241881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp về mẫu xe này. Mọi thủ tục sang tên, đổi chủ rồi trả góp thì đều được Khải hỗ trợ rất là chi tiết cụ thể. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn và quý khách hàng thân yêu đã xem video giới thiệu mẫu xe i10 sedan 2016. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.